trong nội tâm mãi mãi duy trì khiêm nhường và cung kính, tự mình luôn luôn khiêm nhường đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, cung kính, bình đẳng mà cung kính. Đây chính là học theo Phổ Hiền Bồ Tát lễ kính chư Phật. Chẳng những trong Phật Pháp bắt đầu học từ lễ kính, mà chúng ta nhìn thấy trong quyển Kinh Nhật Tụng, quyển Kinh Nhật Tụng là hội tập các kinh chú và giới luật để tiện cho chúng ta đọc tụng trong cuộc sống hàng ngày, luôn luôn nhắc nhở mình. Khóa tụng buổi sáng là nhắc nhở mình không quên những lời giáo huấn của Phật, phải y giáo phụng hành. Khóa tụng buổi tối là phản tỉnh, là kiểm điểm mình. Ta trong suốt ngày hôm nay có làm được những lời giáo huấn của Phật dạy hay không? Đã làm được thì rất tốt, hy vọng ngày mai tiếp tục làm. Không làm được thì phải cải tiến. Ngày mai không phạm như cái lỗi hôm nay thì gọi là chân sám hối. Trong nghi thức khóa tụng thường đọc đến câu nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ. Thường đọc đến hai câu này. Nhất tâm chính là hạnh Phổ Hiền. Tại vì sao? Vì nhất tâm là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là chân tâm. Quý vị nên biết, khởi tâm động niệm thì tâm không bình đẳng. Khởi tâm là sóng gió. Nếu là có phân biệt chấp trước thì càng không bình đẳng. Đó là gió lớn, sóng lớn. Bình đẳng là chân tâm. Cho nên quý vị nên biết, Phật tại trong kinh luận nói với chúng ta rằng mười pháp giới là quả báo. Quả đương nhiên có nhân, nhân thì quá nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói vô lượng nhân duyên. Đây là sự thật. Trong vô lượng nhân duyên, cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Cái nhân duyên chủ yếu, quý vị phải tìm nó ra. Thí như chúng ta trồng trọt, chúng ta trồng cây ăn trái, trồng rau cải, nhân duyên cũng rất là phức tạp. Cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Hạt giống là quan trọng nhất. Những nhân duyên khác đều đầy đủ, nhưng nếu không có hạt giống thì nó không thể mọc ra. Cho nên hạt giống là quan trọng nhất. Bình đẳng là hạt giống thành Phật. Chúng ta muốn thành Phật, vậy thì trong cuộc sống phải tu tâm bình đẳng. Trong công việc, trong sự thế đối người tiếp vật, khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, luôn luôn giữ tâm bình đẳng. Thế nhưng quý vị nên biết, nếu quý vị khởi tâm bình đẳng thì đã không bình đẳng rồi. Bình đẳng là không khởi tâm, không động niệm thì bình đẳng. Hễ khởi lên ý niệm thì không bình đẳng. À,
Điều này không dễ gì làm được. Nói cũng không dễ, đương nhiên làm thì càng không dễ làm. Cái diệu của pháp môn Tịnh Tông chính là diệu ở câu A Di Đà Phật, đem tất cả ý niệm đều quy về câu A Di Đà Phật. Thật ra câu A Di Đà Phật này cũng là một cái vọng niệm. Thế nhưng cái vọng niệm này nó có lợi ích. Vì sao có lợi ích? Vì có thể đi đến cực lạc thế giới thấy được A Di Đà Phật. Khi đến cực lạc thế giới thì thấy được A Di Đà Phật, rồi mới buông bỏ câu A Di Đà Phật này. Chỉ có phương pháp này. Nếu không dùng phương pháp này thì chúng ta không thể đi đến cực lạc thế giới, không thấy được A Di Đà Phật. Không thấy được A Di Đà Phật thì nhất định thấy được lục đạo luân hồi. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên công đức niệm Phật chẳng những là vô cùng thù thắng, mà vi diệu đến tột bực. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh có nói vi diệu đến mức độ nào, thù thắng như thế nào. Ngài thường nói chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột. Ngài nói được rất đúng. Chỉ có thật sự thành Phật thì mới hiểu rõ. Hay nói cách khác, Thập Địa Bồ Tát và Đẳng Giác Bồ Tát tuy biết nó rốt ráo, nhưng họ không hoàn toàn thấu triệt hiểu rõ. Tại vì sao? Vì là chân lý nói không ra, chân tướng sự thật cũng nói không ra. Phật nói với chúng ta rằng lời nói là có giới hạn, là có phạm vi nhất định. Nếu vượt ngoài phạm vi thì nói không ra. Cho nên lời nói có giới hạn. Chẳng những lời nói có giới hạn mà tư duy của quý vị cũng có giới hạn. Sự tưởng tượng của quý vị cũng có phạm vi. Cái phạm vi này thì lớn hơn lời nói, nhưng nó không cứu cánh. Bất luận là lý hay là sự, khi nói đến chỗ rốt ráo thì quý vị không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên Phật tại trong kinh thường dùng hai câu để thuyết minh. Đây cũng là chân tướng sự thật, là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nói không ra, tức là ngôn ngữ đạo đoạn. Tự quý vị dùng tâm tưởng tượng để mà lãnh hội cũng không được, gọi là tâm hành xứ diệt. Này chúng ta đã học giáo pháp Đại Thừa thì hiểu được, trong giáo pháp Đại Thừa có nói ý thức thứ sáu, mà phạm vi hoạt động của ý thức trong tám thức thì rộng nhất, cũng cực kỳ nhạy bén. Nó có thể duyên, tức là nó có thể tưởng tượng được khắp pháp giới hư không giới. Nó cũng có thể duyên tới, nhưng nó không duyên tới tự tánh. Bên trong nó có thể duyên tới A Lại Gia Thức, bên ngoài nó có thể duyên tới hư không pháp giới, nhưng nó không thể duyên tới tự tánh, gọi là tâm hành xứ diệt. Mà tự tánh là gì? Tự tánh chính là thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp chính là minh tâm kiến tánh. Nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật có thể đạt đến cảnh giới này hay không? Có thể. Thế nhưng người thật sự đạt đến cảnh giới này thì rất ít. Từ xưa đến nay, chư đại đức trong Tịnh Tông chúng ta đạt đến cảnh giới này không nhiều.
Cảnh giới này là gì? Là lý nhất tâm bất loạn. Trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Trong Thiền Tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Còn trong Giáo Hạ gọi là đại khai viên giải. Tuy danh tướng có khác nhau, nhưng cảnh giới và ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Cho nên niệm Phật có thể thành Phật. Nay nói niệm Phật thành Phật, nghĩa là công phu niệm Phật thực sự đã thành tựu. Không nhất định đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật. Niệm đến, nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì ở tại cõi này thành Phật. Còn như không đạt đến tiêu chuẩn này thì chúng ta phải cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Khi đến Cực Lạc thế giới lại tiếp tục niệm đến lý nhất tâm bất loạn, bảo đảm quý vị không bao giờ bị đọa lạc, không bao giờ đi sai đường. Cho nên pháp môn Tịnh Tông thù thắng hơn những pháp môn khác là ở chỗ này. Không dễ gì gặp được pháp môn này.